Chào các em, thầy tên là Đinh Thanh Chí, giáo viên trường Trung học Phổ thông Tam Bình. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học ở nội dung bài tiếp theo của chương trình giáo dục công dân lớp 10. Đó là bài 11, một số phạm trù cơ bản của đạo đức học, tiết 3. Trước khi bước sang bài học mới, thầy mời các em đọc mẫu chuyện sau và trả lời câu hỏi. Nội dung của mẫu chuyện đó là: có một cậu bé đi mua đồng hồ cho cha của mình với giá 100.000 đồng. Do cửa hàng quá đông khách nên chủ cửa hàng đã quên thanh toán tiền cho cậu. Hay vậy, cậu liền im lặng và lặng lẽ ra về. Cậu cảm thấy rất là vui và hạnh phúc bởi vì cầm trên tay một chiếc đồng hồ nhưng không tốn tiền. Cậu chạy về và khoe với cha của mình rằng: cha, con mua đồng hồ nhưng không tốn tiền. Cha có cảm thấy con tài giỏi không? Cha có tự hào về con không? Theo em thì người cha sẽ nói gì với người con của mình và có thái độ gì với con của mình? Ở đây thì người cha im lặng một hồi lâu và nhẹ nhàng đặt tay lên vai của người con và nói: con trai à, dù con cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng đó không phải là hạnh phúc thật sự đâu con. Con đã không mất đi 100.000, nhưng con đã đánh mất đi nhân phẩm và danh dự của mình rồi, con có biết không? Vậy, nhân phẩm là gì và danh dự và hạnh phúc như thế nào? Để hiểu được thì chúng ta cùng tìm hiểu ở nội dung bài học ngày hôm nay. Và nội dung của bài học ngày hôm nay gồm có hai nội dung chính. Thứ nhất đó là nhân phẩm và danh dự, tương ứng với một số ba nhỏ trong sách giáo khoa của các em. Thứ hai đó là hạnh phúc, tương ứng với một số bốn nhỏ trong sách giáo khoa của các em. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung nhân phẩm và danh dự. A nhỏ, nhân phẩm. Như các em đã biết, mọi người chúng ta đều có một cái ưu điểm và một cái khuyết điểm riêng. Không ai là hoàn toàn chỉ là ưu điểm mà không có khuyết điểm. Và cũng không ai là hoàn toàn chỉ là khuyết điểm mà không có ưu điểm. Vì vậy, mỗi một người trong chúng ta đều có những cái phẩm chất, những cái đức tính tốt đẹp nhất định. Hãy lấy ví dụ liệt kê một số những cái phẩm chất, những cái đức tính tốt đẹp của mỗi cá nhân con người. Như là siêng năng, hiếu hảo, hiền lành, cần cù, chịu khó, giúp đỡ mọi người xung quanh. Và còn rất là nhiều những cái phẩm chất, những cái đức tính tốt đẹp khác tồn tại trong mỗi con người. Và những cái phẩm chất này, những cái đức tính này sẽ tạo nên giá trị làm người của mỗi con người. Và ta gọi đó chính là nhân phẩm. Vậy nhân phẩm là gì? Thì nhân phẩm ở đây được hiểu đó là toàn bộ những cái phẩm chất mà mỗi con người có được. Hay nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người. Đó là khái niệm về nhân phẩm. Ở khái niệm này thì các em chỉ cần nắm đó là nhân phẩm là những cái phẩm chất và phẩm chất này sẽ tạo nên giá trị làm người của mỗi con người. Những cái phẩm chất của mỗi con người, ví dụ như là siêng năng, hiếu hảo, hiền lành, cần cù, chịu khó, và còn nhiều những cái nhân phẩm khác nữa, những cái phẩm chất khác nữa. Và giá trị làm người của mỗi con người sẽ hình thành từ những cái phẩm chất này, sẽ tạo nên giá trị làm người của mỗi con người. Vậy cái vấn đề đặt ra ở đây là tại sao nói nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người? Câu trả lời đó là bởi vì khi dựa vào nhân phẩm có thể đánh giá được người đó là tốt hay xấu, có ích cho xã hội hay không. Và người có nhân phẩm sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng. Và ngược lại, người không có nhân phẩm sẽ bị coi thường, khinh rẻ. Thầy lấy ví dụ về trường hợp này. Đó là các em nhìn thấy ba cái hình ảnh. Thứ nhất đó là anh công an. Thứ hai là anh bác sĩ. Thứ ba là anh tội phạm. Và nhìn vào ba nhân vật này thì các em cảm thấy tôn trọng và kính trọng, và cảm thấy ai là người tốt và có ích cho xã hội.
chắc chắn đó là anh công an và anh bác sĩ. Bởi vì anh công an và anh bác sĩ có những cái đức tính, những cái phẩm chất tốt đẹp. Hay nói cách khác, đó chính là nhân phẩm tốt đẹp của anh công an và anh bác sĩ. Mà khi nói đến anh công an và anh bác sĩ thì người ta sẽ nhận ngay ra rằng những cái phẩm chất, những cái đức tính tốt đẹp đó. Như là anh công an với phẩm chất yêu tổ quốc, phục vụ lợi ích nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Anh bác sĩ với cái phẩm chất đó là yêu thương con người, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, với tinh thần đó là lương y như từ mẫu. Từ đó mọi người sẽ tôn trọng cái nhân phẩm này và cảm thấy kính trọng và tôn trọng đối với anh công an và anh bác sĩ, và cho rằng anh công an và anh bác sĩ là người tốt và có ích cho xã hội. Và ngược lại, đối với anh tội phạm, do một chút sa ngã, do một chút thiếu suy nghĩ, anh ta đã làm những cái việc làm gây hại đối với và xã hội, đối với mọi người, dẫn đến là anh ta đánh mất đi cái nhân phẩm của mình và bị mọi người coi thường, khinh rẻ và cho rằng anh ta là người xấu và người không có ích cho xã hội. Vì vậy các em có thể thấy nhân phẩm có vai trò rất quan trọng đối với mọi cá nhân con người. Vì vậy cá nhân con người cần phải biết rèn luyện bản thân để có được những cái đức tính, những cái phẩm chất tốt đẹp để hình thành cho mình một nhân phẩm tốt, để trở thành một người công dân tốt có ích cho xã hội. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã từng nói: trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Hiếu một mùa thì không hành trời, hiếu một phương thì không hành đất, hiếu một đức thì không hành người. Câu nói của bác có nghĩa như thế này. Các em nhìn các em cũng có thể thấy, trời thì cần phải có bốn mùa mới tạo được hành trời, đất thì cũng phải có bốn phương mới tạo được hành đất, và con người thì cần phải có đức mới tạo hành người. Câu nói của bác đề cao cái vai trò của đạo đức đối với cá nhân, đối với con người. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần phải xây dựng cho mình những cái phẩm chất, những cái đức tính tốt đẹp để trở thành một người có ích cho xã hội. Qua câu nói của bác muốn giáo dục đối với chúng ta là mỗi cá nhân con người của chúng ta cần phải xây dựng cho mình những cái đức tính, những cái phẩm chất tốt đẹp để trở thành một người công dân tốt có ích cho xã hội. Tiếp theo thì các em hãy đọc cái tình huống sau và hãy cho biết ai là người có nhân phẩm, ai là người đánh mất nhân phẩm của mình. Tình huống là có ba anh Tọ, anh Tý và anh Ta bắt gặp một cô gái xinh đẹp bị tai nạn nằm bất tỉnh, máu chảy đầm đìa. Bên cạnh là một chiếc túi xách có rất là nhiều tiền. Hay vậy, anh Tọ liền chạy đến và nhẹ nhàng đỡ cô gái lên và đưa đi bệnh viện. Hay thế, anh Tý liền gấp gúp chạy đến và nhẹ nhàng đỡ chiếc túi xách lên và trốn thoát. Còn anh Ta liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, quay clip lại và đưa lên Facebook để câu like. Qua cái tình huống trên thì các em có thể chỉ ra rằng ai là người có nhân phẩm và ai là người đánh mất nhân phẩm của mình. Qua tình huống các em có thể thấy là anh Tò là người có nhân phẩm, bởi vì anh ta biết giúp đỡ người lúc khó khăn hoạn nạn. Anh ta có lương tâm trong sáng, không bỏ mặc người lúc khó khăn. Anh ta có nhu cầu vật chất tinh thần lành mạnh, bởi vì đứng trước một cô gái đẹp và một cái túi xách có nhiều tiền, nhưng anh ta lại không bị cám dỗ mà anh ta lại giúp đỡ cô gái. Và anh ta biết thực hiện cái nghĩa vụ đạo đức, dẫn mực đạo đức tiến bộ của xã hội, giữa người với người đối xử với nhau trên cơ sở tình cảm và đạo đức. Đó cũng chính là những biểu hiện của người có nhân phẩm. Còn anh Tý và anh Ta là người không có nhân phẩm, bởi vì anh Tý đã bỏ mặc người bị nạn, lợi dụng cái vấn đề đó để lấy tài sản của người khác làm của riêng. Đó là hành vi vô lương tâm, thể hiện người không có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với công dân, đối với cộng đồng. Và anh Ta cũng là người đánh mất nhân phẩm của mình,
Bởi vì anh ta thấy người bị nạn nhưng anh ta không cứu giúp, mà anh ta lại quay clip lại đưa lên Facebook để câu like, thỏa mãn cái nhu cầu về tinh thần của anh ta. Và cái lối sống của anh ta thể hiện, phản ánh một cái lối sống vô cảm của giới trẻ hiện nay. Qua đây, thầy có một cái thông điệp gửi đến các em là giới trẻ hiện nay bị ảnh hưởng rất là lớn bởi mạng xã hội, những cái mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram, đó chỉ là thế giới ảo mà các em cảm thấy rất là vui khi lên thế giới ảo. Và những cái nút like, những cái nút share, những cái comment trên mạng xã hội sẽ mất dần theo thời gian và nó không còn ý nghĩa nữa. Các em hãy sống thực và thực tế, có những cái hành động giúp đỡ người trong thực tế để cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, và ý nghĩa đó sẽ tồn tại và trường tồn theo thời gian. Biểu hiện của nhân phẩm thì qua cái hình ảnh của anh Tò thì các em thấy người có nhân phẩm là người có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh và biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức, chuẩn mực đạo đức tiến bộ. Và trong cuộc sống thì để được giữ gìn được cái nhân phẩm của mình, để trở thành một người có nhân phẩm tốt thì chúng ta cần phải biết có lương tâm trong sáng, phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh, có nhu cầu về vật chất và tinh thần lành mạnh, phải sống là phải có nghĩa vụ, phải biết giúp đỡ, quan tâm đến mọi người xung quanh. Như câu nói của ông cha ta đã từng nói, bầu ơi hương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng, thể hiện được cái tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau của đồng bào giống nội dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là truyền thống của dân tộc ta, các em cần phải noi gương theo và thực hiện để cho bản thân mình có được những cái phẩm chất tốt đẹp, những cái nhân phẩm tốt đẹp để trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, để bảo vệ nhân phẩm và để hình thành nên một nhân phẩm tốt là điều không hề dễ dàng. Bởi vì trong thực tế cuộc sống có rất là nhiều cạm bẫy, cám dỗ khiến con người dễ sa ngã. Hãy lấy ví dụ như là tình yêu, vật chất, tiền bạc, của cải, quyền lực, địa vị. Thì những cái vấn đề này sẽ khiến cho con người đánh mất đi nhân phẩm của mình, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tham của con người, khiến cho con người dễ bị sa ngã, cám dỗ. Và có người cho rằng lòng tham của con người chính là một loại vũ khí đặc biệt do con người âm thầm tạo ra, và nó cũng chính là một loại vũ khí âm thầm giết chết con người. Các em có thể thấy, bởi vì xuất phát từ lòng tham, qua đó các em cần phải biết giữ gìn nhân phẩm của mình và để trở thành một người có ích cho xã hội. Không nên tham gia vào những cái tệ nạn xã hội, bởi vì đó là những cái cám bẫy, những cám dỗ khiến cho các em dễ lầm đường, lạc lối, đánh mất đi nhân phẩm của mình. Đó là nội dung của phần nhân phẩm. Các em làm các câu hỏi trắc nghiệm sau để củng cố lại những cái kiến thức về nhân phẩm. Câu 1. Toàn bộ những cái phẩm chất mà mỗi con người có được tạo nên giá trị làm người của mỗi người được gọi là gì? A. Nghĩa vụ. B. Lương tâm. C. Nhân phẩm. D. Danh dự. Ở đây thì các em nhìn vào câu hỏi, các em có thể thấy toàn bộ những cái phẩm chất tạo nên giá trị làm người. Thì khi nãy thầy đã giảng cho các em nghe khái niệm nhân phẩm, thì các em chú ý đó là phẩm chất và giá trị làm người. Thì ở đây đó là chính là nhân phẩm, đáp án C. Đó là khái niệm của nhân phẩm, các em cần phải nắm vững. Câu 2. Người có nhân phẩm là người được xã hội A. Nêu gương. B. Đánh giá cao. C. Chấp nhận. D. Khen thưởng. Thì người có nhân phẩm thì sẽ được xã hội đánh giá cao. Đáp án là câu B. Và ngược lại, nếu như mà người không có nhân phẩm thì sao? Thì sẽ bị mọi người coi thường, xem nhẹ và khinh rẻ. Câu 3. Người biết tự chủ bản thân làm những điều tốt đẹp
kiềm chế các nhu cầu không chính đáng được gọi là người? A. Có nghĩa vụ. B. Có lương tâm. C. Có nhân phẩm. D. Có hạnh phúc. Thì đáp án ở đây đó chính là đáp án C, nhân phẩm. Bởi vì anh ta biết làm những cái điều tốt đẹp chứng tỏ anh ta là người có nhân phẩm, và anh ta biết kiềm chế những cái nhu cầu không chính đáng thì sẽ làm những cái việc làm tốt, thì đó chính là nhân phẩm. Và khi con người tạo ra cho mình được những cái nhân phẩm, và nhân phẩm được mọi người coi trọng và đánh giá cao, thì tạo ra cho con người một cái mới, đó chính là danh dự. Và danh dự là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ở nội dung tiếp theo. B nhỏ, danh dự. Thì vừa rồi các em đã tìm hiểu khái niệm về nhân phẩm, thì các em cũng đã biết mọi người đều có những cái đức tính tốt đẹp tạo nên giá trị làm người của mọi con người, đó chính là nhân phẩm. Và những cái giá trị ấy và những cái nhân phẩm ấy được dư luận xã hội đánh giá cao và công nhận, thì người đó được xem là có danh dự. Vậy danh dự là gì? Thì danh dự ở đây được hiểu đó là danh dự là sự coi trọng và đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị về tinh thần, về đạo đức của người đó. Có nghĩa là sao? Thầy sẽ lấy ví dụ cho các em thấy rõ. Thì ở đây có 4 hình ảnh. Thứ nhất đó là anh công an. Thứ hai đó là anh bác sĩ. Thứ ba đó là cán bộ đoàn. Thứ tư là một giáo viên. Thì khi nói đến những cá nhân này, những ngành nghề này, thì các em đều biết được những cá nhân, những ngành nghề này đều có những cái phẩm chất tốt đẹp trong người họ. Đó là đặc trưng của ngành nghề đó, và cũng là đặc trưng của những cá nhân đó. Anh công an thì có một cái lòng yêu nước nồng nàn và phục vụ nhân dân. Anh bác sĩ thì yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người với tinh thần lương y như từ mẫu. Và anh cán bộ đoàn thì với tinh thần nhiệt huyết, hăng say làm việc, giúp đỡ cộng đồng. Còn giáo viên thì yêu nghề, yêu trẻ, giáo dục một cái thế hệ tương lai cho đất nước, và được mệnh danh là nghề cao quý trong tất cả các nghề cao quý. Và những cái phẩm chất đó được xã hội đánh giá cao và công nhận thì sẽ tạo nên một cái gọi là danh dự. Đó là danh dự công an, danh dự bác sĩ, danh dự đoàn viên và danh dự giáo viên. Đó chính là danh dự. Vậy danh dự sẽ có được khi nào? Nhìn vào hình ảnh thì các em có thể thấy đây là Phó Hữu tướng Vũ Đức Đam, người đã có công rất lớn trong việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm không để ai bỏ lại phía sau. Người đã tận tâm tận lực làm việc vất vả ngày đêm với tinh thần mong muốn đem lại sức khỏe tốt nhất cho người dân, chống lại cái dịch bệnh COVID-19. Và tinh thần ấy, việc làm ấy, những cái giá trị ấy đã được toàn thể dân tộc Việt Nam đồng tình ủng hộ và tôn vinh. Và dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam biết ơn và kính trọng đối với Phó Hữu tướng Vũ Đức Đam, và hình thành nên một cái danh dự của người. Vậy danh dự có được khi nào? Danh dự có được là khi con người tạo ra cho mình những cái giá trị về tinh thần, về đạo đức, hay còn nói cách khác đó chính là nhân phẩm. Và giá trị này được xã hội đánh giá và công nhận thì người đó có danh dự. Các em nên nhớ, khi mình tạo ra cho mình được một cái nhân phẩm thì nhân phẩm đó phải được xã hội đánh giá và công nhận thì mới có danh dự. Nếu như nhân phẩm mà cá nhân các em cho rằng đó là nhân phẩm tốt mà xã hội không công nhận thì đó cũng chưa được tạo thành danh dự. Hay nói cách khác, danh dự là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. Danh dự là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. Vậy nhân phẩm và danh dự có mối quan hệ gì với nhau hay không? Câu trả lời ở đây là có mối quan hệ với nhau. Bởi vì chỉ có nhân phẩm tốt mới tạo nên danh dự. Nhân phẩm xấu sẽ không tạo nên danh dự. Bởi vì nhân phẩm tốt thì được mọi người yêu quý, kính trọng và mọi người đồng tình, ủng hộ và công nhận thì sẽ tạo nên danh dự. Nhân phẩm xấu thì không ai đồng tình, ủng hộ cả, không ai xem trọng cả, cho nên
không tạo nên danh dự. Và khi mỗi cá nhân có được danh dự rồi, thì cần phải biết bảo vệ danh dự của bản thân, đồng thời tôn trọng, bảo vệ danh dự của người khác. Bởi vì danh dự có vai trò rất quan trọng đối với mỗi cá nhân con người trong cuộc sống. Bởi vì một người có danh dự thì sẽ được mọi người trong cuộc sống tôn trọng và giúp đỡ và được đề cao. Khi một người không có danh dự thì sẽ bị mọi người xa lánh, khinh rẻ và không giúp đỡ khi khó khăn, sẽ cảm thấy là rất là bế tắc trong cuộc sống. Vì vậy mà chúng ta cần phải biết giữ gìn và bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình. Và có các cách nào để giữ gìn và bảo vệ nhân phẩm và danh dự thì các em hãy đọc các cái tình huống sau đây. Trong cuộc sống, danh dự có vai trò rất là quan trọng. Tuy nhiên, có một số cá nhân, một số người đã từng có nhân phẩm và danh dự tốt, được mọi người công nhận, tôn trọng và đề cao. Nhưng do một chút sai lầm của bản thân, vì lòng tham của bản thân, đã lâm vào những cái tệ nạn, làm những cái việc làm sai trái, đến mất đi nhân phẩm và danh dự của mình. Như là nhìn vào hai hình ảnh các em có thể thấy, đây là Trịnh Xuân Thanh, lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang, và cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son. Hai nhân vật này là giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, do lòng tham của bản thân khiến hai nhân vật này sa ngã, lâm vào cái tệ nạn tham nhũng, làm thất thoát tài sản của đất nước, ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân, và đã đánh mất đi nhân phẩm và danh dự của mình. Từ đó, mọi người lên án, coi thường và xem nhẹ. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần phải biết bảo vệ cái nhân phẩm và danh dự của mình. Phải làm thế nào để bảo vệ nhân phẩm và danh dự một cách đúng đắn và tốt nhất có thể? Thì các em hãy đọc các cái tình huống sau đây. Tình huống 1. Nam rất muốn có một chiếc điện thoại iPhone. Vì thương bạn, Ninh Lan đã cho Nam chiếc điện thoại iPhone của mình. Nam nghĩ như vậy là đánh mất nhân phẩm và danh dự của mình, nên đã từ chối, không nhận, mà tự mình để dành tiền mua điện thoại. Trường hợp thứ hai, Tý rất muốn có một chiếc điện thoại iPhone. Vì thương bạn nên Mén đã cho Tý một chiếc điện thoại iPhone của mình. Tý đã cho rằng Mén đang xem thường mình, khinh rẻ mình, nên đã giận Mén một thời gian dài. Qua hai tình huống trên, các em có thể thấy ai là người có lòng tự trọng và ai là người tự ái. Nhìn vào tình huống 1, các em thấy Nam có nhu cầu đó là muốn có một chiếc điện thoại iPhone, và Lan đã đem chiếc điện thoại iPhone của mình để cho Nam. Nhưng Nam đã nghĩ nếu như mình nhận thì sẽ đánh mất cái nhân phẩm và danh dự của mình, nên đã từ chối và tự để dành tiền mua điện thoại riêng của mình, không nhờ đến Lan. Cho thấy Nam đã biết bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình. Cho thấy Nam là người có lòng tự trọng. Còn Tý, Tý cũng có nhu cầu giống Nam, đó là có một chiếc điện thoại iPhone và được Mén cho chiếc điện thoại iPhone của mình. Tuy nhiên, Tý đã suy nghĩ rất là khác so với Nam. Tý cho rằng Mén đang xem thường mình, đang khinh rẻ mình, cho nên đã giận Tý, làm tổn thương đến Mén. Tý đã làm tổn thương đến Mén, cho thấy Tý là người có lòng tự ái. Qua đó, các em có thể thấy rằng tự trọng là biết bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình, có nhu cầu chính đáng và không làm tổn thương đến người khác, tôn trọng ý kiến của người khác. Còn tự ái, đó chính là đề cao cái tôi của bản thân và không xem trọng ý kiến người khác, không tôn trọng người khác, luôn luôn cho rằng mình là đúng. Vậy tự trọng và tự ái có gì giống và khác nhau? Chúng ta cùng tìm hiểu. Các em có thể thấy tự trọng và tự ái đều giống nhau, đó là đều là phương thức điều chỉnh hành vi của con người. Giống như Tý và Nam đều là phương thức điều chỉnh hành vi. Tuy nhiên, phương thức điều chỉnh hành vi này có một hướng đó là tốt và một hướng là xấu. Tự trọng sẽ có cái động cơ và cái hành vi tốt, và tôn trọng người khác hướng con người đến những việc làm tích cực, tốt đẹp. Còn tự ái
thì chỉ biết đề cao cái tôi của bản thân, chỉ nghĩ đến bản thân và thường xuyên dễ dẫn đến cái tình trạng dễ ghen ghét, đố kỵ với người khác, bực tức, khó chịu, dễ dẫn đến những cái việc làm thiếu suy nghĩ, thiếu sáng suốt và gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Qua đây thầy có một cái việc làm muốn nhắn nhủ đến các em là trong cuộc sống có nhiều ý kiến đối với chúng ta, tuy nhiên chúng ta cần phải biết tự trọng, biết lắng nghe ý kiến và biết suy nghĩ cái ý kiến đó theo chiều hướng tích cực và biết tôn trọng người khác và không nên tự ái, không nên giận dỗi, không nên bực tức khó chịu và dẫn đến những cái việc làm thiếu sáng suốt, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đó là nội dung của phần kiến thức danh dự. Sau đây thầy xin tóm tắt lại kiến thức của phần nhân phẩm và danh dự qua cái sơ đồ hệ thống kiến thức sau. Các em nhìn từ trái sang phải thì các em sẽ thấy rõ. Nhân phẩm, đó chính là những cái phẩm chất và giá trị làm người. Và những cái phẩm chất và giá trị làm người này được xã hội đánh giá cao và công nhận thì đó chính là danh dự. Và danh dự sẽ giúp ích cho con người rất là nhiều trong cuộc sống. Bởi vì có danh dự thì con người sẽ cảm thấy yêu đời hơn, được mọi người giúp đỡ trong cuộc sống sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Và người không có danh dự thì sẽ bị mọi người coi thường, khinh rẻ. Vì vậy mà chúng ta cần phải biết bảo vệ danh dự của mình. Và bảo vệ bằng cách nào? Thì có hai hướng. Thứ nhất đó là tự trọng, là có nhu cầu về vật chất và tinh thần chính đáng, biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác. Và đây là cách bảo vệ nhân phẩm và danh dự tốt nhất, khuyến khích các em nên có lòng tự trọng. Thứ hai đó là tự ái. Tự ái thì là việc do quá nghĩ về bản thân, đề cao cái tôi của bản thân và không xem trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, dễ dẫn đến tình trạng bực tức, khó chịu và dẫn đến những cái việc làm thiếu sáng suốt, thiếu suy nghĩ. Và tự ái thì hãy khuyên các em đừng nên bao giờ tự ái, bởi vì đây là một cái hành vi xấu cần phải tránh. Đây là hệ thống kiến thức của phần nhân phẩm và danh dự. Các em có thể nhìn vào cái sơ đồ này để học bài dễ hơn và nắm bắt bài dễ hơn. Và sau đây các em hãy làm một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố lại phần kiến thức của phần danh dự. Câu 1. Khi người nào tạo ra được cho mình những giá trị tinh thần, đạo đức và những giá trị đó được xã hội đánh giá, công nhận thì người đó có A. Có danh dự, B. có nhân phẩm, C. có địa vị, D. có quyền lực. Các em có thể thấy là khi một người tạo ra cho mình những cái giá trị về tinh thần đạo đức thì đó chính là nhân phẩm. Và nhân phẩm này được xã hội đánh giá cao và công nhận thì người đó có danh dự. Đáp án đó chính là đáp án A. Câu 2. Khẳng định nào sau đây về danh dự là đúng? A. Đức tính đã được tôn trọng và đề cao. B. Uy tín đã được xác nhận và suy tôn. C. Nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. D. Năng lực đã được khẳng định và thừa nhận. Thì ở đây các em có thể thấy là danh dự đó chính là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. Nó tương tự như câu A. Đó chính là đáp án C. Câu 3. Người có nhu cầu về vật chất và tinh thần lành mạnh, biết bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình thì người đó có A. lòng tự trọng, B. tự ái, C. danh dự, D. nhân phẩm. Thì các em có thể vừa rồi các em vừa thầy vừa giảng cho các em đó là người biết bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình, có nhu cầu vật chất tinh thần lành mạnh, đó chính là người có lòng tự trọng, đó là đáp án A. Trong cuộc sống thì đôi lúc các em sẽ cảm thấy rất là vui, rất là yêu đời bởi vì các em gặp được những cái chuyện vui và được đáp ứng những cái nhu cầu chân chính về vật chất và tinh thần. Thì có người cho rằng đó là niềm vui, đó là hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Để biết rõ hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài 4 nhỏ hạnh phúc. A nhỏ hạnh phúc là gì? Thì như các em đã biết, trong cuộc sống thì đôi lúc chúng ta sẽ đứng trước những cái tình huống thì cảm xúc của cá nhân khi được đáp ứng những cái
tình huống đó thì sẽ như thế nào. Thầy sẽ liệt kê một số cái ví dụ cho các em nắm rõ. Ví dụ như là cảm xúc của các em khi được vừa tỏ tình với Ruth thành công, hoặc là các em được ba mẹ mua cho iPhone 11 Plus mới, hoặc là các em đạt được giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi giáo dục công dân cấp tỉnh, vân vân. Và cảm xúc chung của tất cả chúng ta về những vấn đề này chắc chắn nữa là cảm xúc vui sướng và hài lòng, bởi vì đây là những cái nhu cầu về vật chất và về tinh thần. Ta gọi cảm xúc vui sướng và hài lòng đó chính là hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Thì các em được có thể hiểu đó là hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng và thỏa mãn những cái nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần. Vấn đề đặt ra ở đây đó là người có hành vi tham nhũng, chiếm đoạt nhiều tiền của nhân dân, đáp ứng cái nhu cầu về vật chất của mình có phải là có hạnh phúc hay không? Câu trả lời đó là người này chắc chắn không có hạnh phúc, bởi vì đó là những cái việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Mặc dù là tham nhũng có rất là nhiều tiền, nhưng mà luôn luôn lo sợ không biết là cái hành vi xấu xa của mình khi nào bị bại lộ và khi nào bị pháp luật trừng trị, cho nên là luôn luôn lo âu, suy nghĩ, cho nên không có được hạnh phúc. Qua đó các em có thể hiểu hạnh phúc chân chính chỉ có được khi được thỏa mãn những cái nhu cầu chân chính và lành mạnh về vật chất và tinh thần trong cuộc sống. Nếu như mà chúng ta thỏa mãn những cái nhu cầu mà không chân chính, không lành mạnh, thì chúng ta sẽ cảm thấy là cắn rứt lương tâm, cảm thấy là có lỗi với người khác, cho nên chúng ta không có hạnh phúc thật sự. Đó chính là nội dung của phần khái niệm hạnh phúc. Để nắm rõ về kiến thức khái niệm hạnh phúc thì các em làm các câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Xin lỗi. Câu 1, trạng thái vui vẻ của bạn A khi bài kiểm tra được điểm cao gọi là gì? Thì đáp án ở đây đó chính là hạnh phúc, bởi vì anh ta vui vẻ khi được thỏa mãn nhu cầu về tinh thần. Câu 2, hạnh phúc chân chính có được khi thỏa mãn A, nhu cầu vật chất, B, nhu cầu tinh thần, C, nhu cầu vật chất về tinh thần, D, nhu cầu lành mạnh. Đáp án đó chính là đáp án D, nhu cầu lành mạnh. Có người cho rằng đó là thỏa mãn nhu cầu về vật chất và tinh thần là có hạnh phúc, nhưng mà nhu cầu về vật chất và tinh thần không chân chính, không lành mạnh thì sẽ không có hạnh phúc. Đáp án chính xác đó là đáp án D. Đó là toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay. Để củng cố lại bài thì các em làm các cái câu hỏi bài tập củng cố. Câu 1, câu ca dao tục ngữ đối cho sạch, rách cho thơm nói lên phạm trù đạo đức nào theo khái niệm mà em đã học? A, nghĩa vụ, B, lương tâm, C, nhân phẩm danh dự, D, hạnh phúc. Thì đáp án đó chính là nhân phẩm và danh dự. Bởi vì đối cho sạch, rách cho thơm có nghĩa là con người có những cái đức tính, những cái phẩm chất tốt đẹp. Tuy nhiên, dù là rơi vào trường hợp nào đi chăng nữa thì họ vẫn giữ được cái phẩm chất và những cái đức tính đó, biết bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình, thì người đó có nhân phẩm và danh dự tốt. Đáp án là câu C. Câu 2, hành vi nào dưới đây thể hiện người không có nhân phẩm? A, bán hàng giả, B, bán hàng không giả, C, giúp đỡ người nghèo, D, ủng hộ đồng bào lưu lụt. Các em đọc kỹ câu hỏi. Thể hiện người không có nhân phẩm nha. Và đáp án đó là đáp án A, bán hàng giả, B, bán hàng không giả, tức là bán hàng thật. Bán hàng thật là hành vi tốt. Bán hàng không giả, A, bán hàng giả. Và cái hiện tượng này rất là phổ biến trong xã hội hiện nay, đó là những cái người mà bán những cái thực phẩm có tẩm hóa chất, những cái thực phẩm bẩn và hết hạn sử dụng để trục lợi cho bản thân, gây hại đến mọi người xung quanh. Đây là hành vi thiếu lương tâm, thiếu đạo đức và đánh mất đi nhân phẩm của mình vì lợi ích của bản thân. Đây là hành vi cần phải lên án trong xã hội. Câu 3, nhặt được tiền của bạn đánh rơi, tí làm gì để được hạnh phúc? A, lấy làm của riêng, B, yêu cầu bạn mua cho kẹo mới trả tiền, C, trả lại tiền cho bạn, D, chỉ trả 50% số tiền cho bạn.
Các em hãy lấy tiền làm của riêng thì chắc chắn không phải là hạnh phúc rồi. Bởi vì căn cước lương tâm. Câu B thì yêu cầu bạn mua kẹo mới trả. Cái hành vi này giống như là hành vi lợi dụng người khác để họ mãn nhu cầu, cho nên cũng không hạnh phúc. Và đáp án D, nếu như trả mà chỉ trả 50%, lấy lại 50% thì cũng không có hạnh phúc. Chỉ có đáp án C, đó là trả lại tiền cho bạn theo cái phương châm nhặt của rơi trả lại cho người bị mất. Đó là nội dung của toàn bộ bài học ngày hôm nay, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc. Các em về nhà nhớ học bài, xem bài đầy đủ và chuẩn bị bài mới, đó là bài 12, công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em có một buổi học vui vẻ và ý nghĩa. Chào các em.